Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset một số link nước ngoài. Và nếu các bạn không có tài khoản web đó thì các bạn đầu mình không biết chừng nào mà xong nữa các bạn ơi. Ha. Thì chúng ta sử dụng một số cái trang chatbot của một số diễn đàn, nó sẽ cung cấp cho chúng ta và giúp chúng ta reset link nhanh hơn. Thì các bạn nào không hiểu từ reset link như thế nào thì các bạn có thể lên Google, chúng ta tra một số từ khóa về reset link. Thì có một số diễn đàn thì nó ghét cho nó nhanh, nó ghét giùm mình. Rồi thì mình thấy ghét ghét thì cái thấy cái trang diễn đàn quên dùm lết của trang quên quên dùm các bạn, nó ghét rất hay. Thì các bạn có thể lên Google có tra từ khóa này. Và hôm nay mình sẽ nhận các bạn cách ghét quên dùm ha, quên dùm lết. Rồi các bạn đầu tiên, như các bạn nào chưa đăng ký thì chúng ta vô đăng ký. Rồi đây chúng ta đăng ký Red New rồi. Thì chúng ta điền user password ở đây ha. Sau đó chúng ta nhập cái mã này, sau đó chúng ta Red New New account. Ví dụ như mình đăng ký cái tài khoản là số lượng đó ha. Rồi password, các bạn gõ password các bạn vô. Rồi. Mình sẽ gõ một cái gì đó. Gõ cái sao các bạn để nhớ nhớ thôi. Rồi, gõ cái từ khóa này vô các bạn. Hình như là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu nó phân biệt chữ hoa chữ thường thì mình gõ thử ha. Rồi, renew account. Rồi, giờ nó phân biệt chữ hoa chữ thường các bạn ơi. Mình sẽ gõ in over my okay. Ok, mình gọi đúng rồi. Nhầm. Rồi nó sẽ báo nó là đây là cái user đã sẵn sàng tốt hoặc là bị sử dụng một cái tài khoản nào khác rồi. Mình lưu ý các bạn chỗ này nè, thì mỗi một cái modem IP á, thì nó chỉ cho phép mình đăng ký một tài khoản thôi. Nên mình không đăng ký được cái tài khoản thứ hai đâu các bạn ơi. Những bạn là lý do là mình đã đăng ký cái tài khoản của cái diễn đàn này rồi. Rồi mình sẽ đăng nhập cái tài khoản. Còn cách hỗ trợ đăng ký thì rất dễ các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì cứ điền user password, sau đó các bạn nhập cái mã captcha này vô, rồi sau đó chúng ta nhấn cái nút đăng ký nếu cái modem của bạn chưa có ai đăng ký. Rồi giờ mình đăng ký rồi thì mình sẽ đăng nhập và hướng dẫn các bạn cách rồi mình đăng ký rồi ha. Giờ mình sẽ đăng nhập là thanh tư gì đó các bạn. Rồi thì để kiếm một số link hot nước ngoài, mình ví dụ lên một cái link nước ngoài cái nào đó chẳng hạn, thì để get được một cái link đó thì đầu tiên mình sẽ kiếm gì nào, thì nó các bạn có thể là đọc các thông tin dưới đây, NQ gì đây nè, hướng dẫn đó, các bạn có thể đọc đây thêm. Rồi mình sẽ vô cái này, vô một cái này cái top feed gì đó, mình sẽ kiếm một cái link đây. Mình kiếm cái link, link này nó không hỗ trợ cái thành viên VIP. Xuống link này. Rồi mình sẽ like copy cái link này. Rồi đầu tiên mình phải kiểm tra xong cái link này nó còn sống hay không. Để kiểm tra link này sống hay không thì mình đeo vào link checker các bạn, link checker. Rồi các bạn copy cái link các bạn này, sau đó nhấn check link. Rồi link này vẫn ok thì chúng ta sẽ copy cái link này dán vào và cái vị trí này, và chúng ta sẽ đợi mod get cho chúng ta. Rồi chúng ta đợi cái các bạn. Tối nay thì chắc tối các bạn thì bao nhiêu người người ta online copy internet rất nhiều cái link nên mất làm việc rất ở đây có link rồi các bạn đến đây. Rồi khi đã về các bạn nhớ thanh kiều cho admin đi ha, cho một số mà anh chị có tinh thần người ta làm việc.
Mình sẽ nâng nút thanh kiếm. Rồi, đó là mình hướng dẫn các bạn cách get một lần. Hy vọng các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình.